hai trái quần, hai trái quần, hai trái đủ rồi. Ước mơ mực ước mơ của con đó giờ sự thật là mấy ông mục chú ủng hộ cho con là được ngôi nhà với mấy cô mấy chú đó. Thôi chúc cho con nhiều sức khỏe dạ. Mời mong ơn chị ba. Dạ tôi cũng có đôi lời tôi cũng nói và giờ tôi cũng lên được ngôi nhà mới này, tôi cũng rất đổi tôi mừng, tôi mang ơn mấy cô mấy chú bên Mạnh Thường Quân với cô Trà Thu Đào với cô Tưởng với chú Hồ với chú Bùi. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ và em Phong Bụi đang có mặt tại xã Phú Đức, huyện Tam Nông của tỉnh Đồng Tháp. Và sau lưng đây là một cái xóm Việt Kiều nhỏ nè. Và chiếc ghe đằng kia là chiếc ghe của bé Phượng mà hôm trước có một cái ước ao đó là được lên một cái ngôi nhà. Và hôm nay thì hai anh em cũng như là chị Tưởng với lại một số Mạnh Thường Quân sẽ xuống thăm lại chiếc ghe của chị ha. Đi chị ba ha. Dạ dạ tôi cũng được mấy cô mấy chú cũng giúp đỡ cho tôi cũng rất đỡ mang ơn. Mới nay ngày vui lượt lên nhà mà nhớ mang ơn mấy cô mấy chú mà nhớ lại là tuổi. Không. Hôm nay là chị ba là khánh thành cái nhà mới luôn mọi người. Cho nên là mọi người hôm nay chị Tưởng với chị Nguyệt từ Sài Gòn đi lúc 4:30 sáng. Lúc thời điểm bây giờ là 8:30 này. Mọi người cũng vừa mới thực hiện một cái chuyến xe dài từ Sài Gòn xuống và có mua thêm hai con vịt quay nổi tiếng ở Sài Gòn, vịt quay Phát Thành để đãi cho bà con cô bác ở đây thưởng thức. Hôm nay xuống đây cũng như là nhìn lại cái chiếc ghe cũ của chị ba nè, cũng như là thay mặt cho các anh em thay mặt thì chân thành cảm ơn tất cả các Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho chị ba có cũng như là gia đình của bé Phượng có một cái căn nhà mà nó hết cái cảnh mà trồng trền nè, chút xíu nó quay ngôi nhà. Trước mắt là tụi mình sẽ cho mọi người xem lại cái chiếc ghe cũ và chút nữa thì sẽ cho xem căn nhà khánh thành. Căn nhà này đẹp hơn cái nhà kia rồi mấy tụi, nhà bé Tú á. Trong quá trình mà xây nhà lại cho anh chị ba của ba mẹ của bé Phượng thì có sửa lại cái ghe cũ của bé Tú của gia đình anh Năng. Anh Năng thì vợ mất hả chị? Vợ mất. Anh Năng đâu chị ba? Đi cúng mộ cho ba chánh. Ủa bé Tú đâu không? Bé Tú đi học cô. Mình qua bên nhà anh Năng mình coi cái nhà luôn anh Hồ. Đây. Nhà anh Năng thì mình sửa hết bao nhiêu ta? Không biết nữa chú ơi. Mà ghê chứ, ghê anh Năng chứ. Hôm trước ghê này. Hôm trước là mình với chị Tưởng ghé vào và thấy là cái sàn là muốn sập hết rồi. Thật ra thì cái chiếc ghe của anh Năng á là không có sửa được nữa. Nó mục hết à. Bây giờ một là mua ghe mới. Chứ không em hỏi thợ, anh hỏi thợ. Là nói nếu như mà gỡ mấy cái này ra là chiếc xe ghe này. Ơi chủ nhà ơi. Đi hết rồi. Nè có chủ nhà ở nhà nè. Thôi chị Tưởng đốt cái nhà nha. Gia đình anh Năng là từ Biển Hồ ở Campuchia về Việt Nam và sống ở đây được khoảng 8 năm. Đến bây giờ thì giấy tờ cũng chưa xong. Và cách đây khoảng mấy tháng trước là ghe nó trong chành. Không có sửa được luôn chị. Đây là vợ của anh Năng vừa mới mất. Có quẹt không anh Hồ? Chị bước vô đây là gãy luôn đó không? Nè chỗ này nó yếu xìu rồi, phải bước ra cái thanh này nè. Đúng rồi. Ở dưới miền Tây ngộ ha. Người ta đốt nhang á, người ta chờ khi nào mà mãn tan á, người ta mới dục cái bá nhang đó. Để luôn. Dục luôn cái ly hương á, ý dạ. Là dục cái ly hương ra hết là khoảng 1 năm. Để luôn 3 năm luôn á chị. À, có người để 3 năm luôn. Để theo hồi xưa đó nha. Vậy thì không có chỗ cắm sao ta? Mình phải chỉnh lại. Nè cắm nó trồng trồng lên nhờ Phong. Trồng lên đó nó từ nó cao đó, thấy không? Đây thì đại diện đi, đại diện. Chị Tưởng với các anh chị em đến thăm tất cả hộ gia đình ở đây thì hôm nay đó là em gia đình không có nhà thôi. Chị Tưởng xin đại diện gia đình đốt một nén hương cho em để em sống khôn thoát yên thì cầu mong cho em được siêu thoát
mau về cõi Phật. Cũng độ cho mấy cô mấy chú mạnh giỏi. Sau khi chị này mất thì anh nợ một cái số tiền, mà hôm trước thì chị Trà Thu Đào á, mạnh thường quân của chị Tường hỗ trợ trả nợ hết rồi. Hồi mà lên mai táng là nợ hai mấy triệu á. Trả tiền góp á chị, trả góp mỗi rồi xong cái chị thấy cái vậy nè, chị có xin mạnh thường quân để sửa lại cái ghe này mà giờ không có sửa được. Chiếc ghe này là không có sửa được luôn. Sửa đúng rồi. Ghe này sửa không được. Ở dưới đó. Thợ cắt nhà xuống coi, chúng ta chờ cô cái ghe này tháo ra cầu ra. Nhìn ra đây luôn. Mấy chú thợ mấy cô mấy chú giúp đỡ nha, nó sửa ghe này, nó nói cho tôi xin tùy, tôi đem vợ con tôi ra cái sửa. Sửa là thí dụ như lót dán vậy nè. Không được chị. Lót dán thì mình cần phải có đố nữa. Phải tháo cái này ra nè. Ở đây thì nó sập hai bên này. Đúng chị rồi. Tưởng đứng muốn sập kìa, chị tưởng đứng vô cái thanh đó kìa. Giống như nó rì cũng nè, không có chân dựa vô không? Đúng rồi. Chứ chị muốn làm cái ngang này, cái này nó phải chắc thì chị mới làm được. Giống như cái này là cái móng vậy đó. Thế nhưng mà chị để dán mới lên thì cái kia chị không nổi. Đúng rồi đó. Vậy đó. Này, này gãy nè, đi đứng gãy nè. Này đứng rồi gãy. Người ốm thì được, người chị là phải đỡ cho lọt chứ đi. Lọt chứ không biết sao lấy lên luôn á. Ông mở cái dẫn nó ra được, bay xuống lên. Mà chị biết không, bé nó mới có 5 tuổi hả, bé Tú á? 5 tuổi mà chạy tới chạy lui này lọt dọn dưới hoài luôn á. Nhớ cho vỏ lọt dò hoài à, nghe phải tội. Thôi bây giờ mình lên trên nhà mới đi ha. Coi cái nhà mới rồi chờ thợ tới mình thanh toán tiền luôn. Đi. Đi anh ba, chị ba. Dạ. Nhà của ba mẹ bé Phượng, mọi người sẽ thấy là căn nhà khá là mới. Và ước chừng hôm bữa trước là mình với anh Hồ tính nó toán là khoảng 65 triệu 63 triệu, nhưng mà sau đó thì vật tư nó có nhỉnh một xíu thì 65. Bây giờ thì sẽ gặp lại thợ để thanh toán lại cái khoản tiền mà thợ xây á. Thì tầm ước chừng 70 triệu đổ lại thôi. Để cho mọi người xem lại căn nhà giá trị là 70 triệu đồng. Đây. Cái nhà này là cao hơn 2 mét nha không? 2m2 2m2 phải không anh ba? Này là nhà chống lũ luôn á. Sở dĩ mọi người phải xây căn nhà cao như thế này á là để tận dụng được diện tích ở phía dưới. Đây, để cho mọi người xem. Có nghĩa là nhà của bé Phượng thì khá là đông anh em. Cho nên là xây ở trên này thì những người lớn thì có thể là ngủ ở trên này, những người nhỏ nhỏ tuổi có thể mất võng này, hoặc là xây một cái căn để một cái giường ở phía dưới có thể là ngủ thêm. Nó có thể là làm giống như cái nhà hai tầng vậy. Khi mà nước nổi lên, nước lên thì có thể di chuyển vật đồ, vật tư rồi lên trên này hết. Bây giờ thì chị Tưởng có mua một ít vịt quay nè, rồi quần áo nè, gấu bông nè cho mấy đứa nhỏ ở đây. Chút nữa thì sẽ khui ra. Rồi chị Trên đi cắt lục bình hay sao rồi? Chưa đi, quá ngạt đi cậu. Đi thanh bình pha nó mà. Dạ. Đây là chị Tưởng mua hai bao gạo, mua cho Sài Gòn ở dưới này chị. Gạo Tiêu Nguyệt à, Sài Gòn. Gạo, hai bao gạo nè. Rồi quần áo. Mình gói luôn, mình bánh bò. Này bánh bò hả chị? Bánh bò. Bánh bò nè mẹ. Mua luôn á. Thơm gì trời. Giống bánh bò chỗ heo quay hả? Này mua vịt quay. Này vịt quay hả? Vĩnh Phong nổi tiếng ở quận 5 là đường Phan Văn Trị á. Này là quần áo hả chị? Quần áo. Quần áo cho các bé ô nhiều quá luôn nè. Quần áo đi học rồi luôn nè. Quần thể dục của như bé Tú mặc vừa á. Tú mặc được nè. Còn đồ mới không à, đồ mới là chưa mà. À, đẹp quá kìa. Chưa sử dụng luôn. Em thấy có mùng mền luôn hả? Có luôn. Mùng mền bên đây nè. Mùng mền. Dạ. Nãy gấu bông hai tủ không? Mấy người này kia rồi, mấy người này chịu luôn nổi hả? Kia rồi. À, đây nè. Dạ. Phải ăn gấu bông này không? À, cho uống coi, con cho chú uống coi. Đâu có, phải ăn gấu bông này không? Dạ. Đẹp vậy. Hôm trước chị Tưởng hỏi tại sao con không chịu lựa một cái áo hình siêu nhân. Thật ra thì mấy đứa bé nó không có được coi tivi, không biết siêu nhân là gì hết á. Nó thích nó ngộ rồi á. Nó chỉ thích con bò thôi. Nó thích siêu nhân rồi, em hình siêu nhân phải không? Siêu nhân cao, gì cao sao, cao nóng rồi em, Sài Gòn á. Đó rồi, Tấu đi ấy tình mình với nội, lên mã ông nội nó rồi. Trời ơi, ngại lắm. Cái căn nhà có cái lan can rất là đẹp ha. An toàn. Người đó thấy không? Không quen mạo đồng á.
sẽ chờ Thọ tới rồi chia sẻ thêm vào đoạn clip nữa ha. Cô bác với anh chị, hôm nay thì có Phong nè, với lại chị Tưởng để mà với lại cùng với anh ba với chị ba cũng như là anh Thợ đây để mà tổng kết lại cái số tiền chi phí cấp cái ngôi nhà cho anh ba với chị ba. Thì tổng cái số tiền là 66.100.000 đồng. Chị Đào ở đây hỗ trợ thì 43.200.000 đồng. Phong thì là 12.300.000 đồng. Và của bên Hồ thì 10.500.000 đồng. Thì hôm trước là cái số tiền là còn thiếu lại tiền thợ là 2.500.000 đồng để mà vôi của số tiền sắt hôm trước đó anh Trần. Bây giờ em thay mặt cho Mạnh Thường Quân gửi cho anh, gửi giùm em là 2.500.000 đồng ha. Dạ. Thì cái số tiền thợ là đầy đủ hết luôn rồi đó. Thì chắc có lẽ là chị Tưởng nói là gì đi. Bây giờ là nhà của anh chị ba là xong hết rồi. Hôm nay là lần đầu tiên là gia đình là dọn lên trên đây sinh sống luôn á. Rồi chị Tưởng thấy căn nhà mới như thế nào chị? Vui mừng cho gia đình. Thì bên phía chị Tưởng thì chị Tưởng đại diện cho Trà Thu Đào là phần cái hỗ trợ tiền cất nhà cho anh ba chị ba với lại bé căn nhà mơ ước của bé Phượng. Thế như vậy thì hôm nay đến đây thấy căn nhà đã hoàn thành rồi thì mình một lần nữa và cảm ơn Trà Thu Đào, cảm ơn em rất nhiều đã suốt thời gian qua hỗ trợ chị Tưởng và Phong Bụi. Chị cảm ơn em rất nhiều và chúc tất cả gia đình em được nhiều sức khỏe. Hẹn một ngày ở Việt Nam. Còn bây giờ thì hai anh chị ba, nãy là chị ba là xúc động khóc luôn rồi vì lần đầu tiên bước vô nhà mừng. Còn bây giờ như nào? Thì tôi cũng có lời mang ơn nhiều, cũng là cô Trà Thu Đào và Mạnh Thường Quân của mấy cô được giàu nhiều sức khỏe. Cũng là nhờ mấy cô được lên ngôi nhà mới này, cô cũng là mừng. Thì các cô cũng là được mua may bán đắt, được đồng tiền được nhiều, rất được nhiều nữa. Bye bye. Chị ba. Dạ, tôi cũng có đôi lời tôi cũng nói. Mà giờ tôi cũng lên được ngôi nhà mới này, tôi cũng rất đổi tôi mừng. Tôi mang ơn mấy cô, mấy chú Minh Mạnh Thường Quân với cô Trà Thu Đào với cô Tưởng với chú Hồ với chú Bùi để với chú Chào. Tôi cũng rất đổi mang ơn. Tôi đâu mơ là trước khi tôi bước lên nhà này ở là tôi rất ghi trong dạ tôi là tôi mang ơn mấy cô mấy chú Minh Mạnh Thường Quân với là Phong, chú Phong với là em Hồ với là cô Tưởng với cô Trà Thu Đào lại với mấy cô bên nước mài với chú Chào. Tôi bước lên ngôi nhà này tôi ở tôi nhớ rất ghi trong dạ, tôi không bao giờ tôi quên. Anh Hồ sao ạ? Thì một lần nữa thay mặt em Phong Bụi, Bùi Hồ với em Phong Bụi cũng như là chị Tưởng chân thành cảm ơn cô bác anh chị Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho bé Phượng có một cái căn nhà mơ ước cũng như là gia đình của chị ba. Thì chắc có lẽ là hôm nay thì thay mặt cho Mạnh Thường Quân trao một số tiền để cho đó là chị, đó là cô Xuân Trần ở Texas Mỹ là 320 đô và cô Lan là 20 đô, là 320 đô, với lại một Mạnh Thường Quân tên là cô Phong Trương á là một hai hộ gia đình mỗi hộ 1 triệu thì gửi cho gia đình của bé Phượng 1 triệu nè, với lại gia đình của chị trên. Bà cụ là sống trên ghe cho nên là lên trên bờ đi khó lắm, phải có người dìu. Đi cái chân nó yếu lắm. Cái này là phần quà của cô Phong Trương ở Mỹ gửi cho cụ với lại là gia đình của chị trên với lại cũng mang ơn mà Phong Bụi với Hồ với mấy cô nước mài. Chúc cho mấy cô nhiều sức khỏe với mấy chú mà Thường Quân được nhiều sức khỏe mạnh giỏi hết, giúp đỡ cho tôi với anh em con cha mà anh em có thấy. Hôm nay thì đến đây cũng đại diện cho cô Xuân với lại cô Lan là hỗ trợ 320 đô là 7.360.000 đồng, là 7.400.000 á. Thì ở đây là năm hôm trước là năm hộ gia đình phải không chị? 6 hộ là 6 triệu. Dạ, gửi cho 1 triệu gia đình của chị ba, gia đình của chị của cụ, con gửi gia đình của chị Tý, chị Chính. Dạ. Rồi anh ăn đi thôi, gửi cho chị ba, gửi cho chị ba luôn. Vợ anh rồi. Chị chị Chính. Chính rồi. Ý Thảy. Cô bé Thủy hả chị? Dạ, cô bé Thủy. Nè con. Cảm ơn cô. Còn ai nữa ta? Mấy triệu rồi?
ba triệu bốn mươi. Chị ba nhận hai lần á. Hai phải không? Hai ba bốn năm sáu rồi còn một triệu đó. À, chị ba nhận lần còn một nhận lần một chị gì đó. Một chị nơi chị nào nữa ta? Anh Năng. Anh Năng. Năng có rồi. Anh Năng đây nè. Năng có rồi luôn rồi phải không? Rồi bây giờ cho các bé. Có tiền nhà bé Tú, nhà bé Tú. Ủa, nhà bé Tú, nhà bé Tú là anh Năng á. Anh Năng nè, bé Tú nè. Lẻ gì? Không lẻ nhiêu. Cho em mượn hồi sớm 6 triệu đúng không? Cho bao nhiêu? 6 triệu rồi. 6 triệu cho em 1 triệu rưỡi, tiền lẻ 1 triệu rưỡi đi. Cho các bé. Rồi mấy đứa nhỏ ngồi đây cho chú Hồ lì xì nè. Con Tú đi học rồi. Tú đi học rồi. Với con nghe mình biết má. Con thấy mọi cái mẹ ba đứa. Ba đứa đi học. Để này gửi cho bé Phượng đi học ha. Con cảm ơn chú. Đây. Con cảm ơn chú. Hai bé. Con cảm ơn chú. À ba. Bên đây nè. Chà mi lết. Bé. Hai tay hai tay. Hai tay hai tay. Bên đây lận. Bên đây nè. Năm. Nè con. Con bé Tú. Bé Tú nữa. Cho con gái đi Tú nhờ chị ba đi. Dạ. Dạ. Đây 6. Mới có 6 triệu 6 à. Còn 3 đứa nữa. 3 đứa đi học nữa. Còn 3 đứa đi học nữa. Đây. Gửi chị 6 triệu 7. Để ai giữ cho bé Tú. Rồi. Rồi bé Tú nè. Bé Tú bên chị. Nè nè bé bò thừa nè. Bé bò Tú. Đi mát đi học chơi rồi. Cái bé mà nó cao cao đâu chị. Đi học rồi. Đi học rồi. Mấy bé. Ba bé. 6 triệu 7. Đây. Ba bé. Dạ, thì ba bé. Bà, đưa cho bà chị ba đi. Đưa chị ba đi. Một, hai, một, sáu triệu tám, sáu triệu chín, bảy triệu. Còn cái này 7 triệu thì 300 mấy chục ngàn em gửi lại là 400 ngàn đi ha. Rồi mai mốt mua gì cho các bé. Đi chợ đi. Ở liên quan đi chợ một, hai. Thế chờ được tiền chạy đi ra kìa. 500 ngàn luôn. Chị gửi mua một nấu gì cho các bé ăn những ngày sắp tới. Nói chung ăn cho vui. 500 ngàn. Không biết chịu nói chị chia đều ra cũng được. À, vậy chị chia đều ra cũng được đó. Dạ. Thôi đi chú chia ra luôn đi. Gửi chị ba nữa, chị xử giùm em đi. Thôi có chị nha. Thôi chị Nghiệp gửi hả? Cái này con chị Quyền nó gửi tiền xì cho mấy đứa bé nó thấy một quầy á, thấy dễ thương quá nè, nó dành dụm tiền tiết kiệm của nó nè. Đó, mời chị cảm ơn con. Hai đỡ lòng luôn rồi, nó ầm luôn rồi con. Nè, con nè. Nè, bánh tay cảm ơn con. Hôm nay có lì xì. Chị Thị Dương gửi, chị Dương gửi nha. Chị Thị Dương gửi con nha. Chị Thị Dương gửi con sức khỏe. Vậy còn ba đứa, bốn đứa đi học đó, gửi bốn đứa. Rồi, chị Thị Dương gửi cho rồi, hôm nay khá là vui. Bỏ ra cái bó trong đây không nhiều khi tao quên bỏ tiền vô á. Con nói lời gì cảm ơn Mạnh Đường Quân đi. Mấy cô mấy chú rất nghèo giúp con. Con sẽ cố gắng học hành để không phụ lòng mấy cô mấy chú. Này cảm ơn chị Thị Dương. Dạ con cảm ơn. Em cảm ơn chị Thị Chưa, chị Thị Dương. Rất nhiều, chúc chị càng ngày càng xinh đẹp. Em chúc chị càng ngày càng xinh đẹp. Mẹ má Nguyệt cho tiền chị đừng ăn để dành cho em. Nói. Chị coi á. Nói đây chị, khi chị má cho tiền. Nói đi. Má Nguyệt cho tiền chị đừng ăn, đừng xài đi. Đừng xài. Cô dạy nói đây con. Chị Má Nguyệt cho tiền chị đừng xài. Đừng xài. Có xài. Để dành cho em. Cảm ơn chị nhiều. Cảm ơn chị nhiều. Chúc chị càng ngày càng đẹp gái hơn. Chúc chị càng ngày càng đẹp gái hơn. Ừ, chị đẹp lắm. Tại sao hôm nay thì có ngồi trên một cái ngôi nhà mới như thế này nó không có chồng chền nữa thì cái cảm giác có làm sao? Nó vui. Mừng. Vui sao? Vui. Hôm nay có ngủ trên đây ngày nào chưa? Dạ có, con ngủ trên đây hoài luôn. Có nằm mơ thấy ông Mực không? Không. Giờ hết thấy ông Mực nữa rồi hả? Dạ. Ước mơ ông Mực. Ước mơ của con đó giờ sự thật là mấy ông Mực chú ủng hộ cho con là được ngôi nhà với mấy cô mấy chú đó. Thôi chúc cho con nhiều sức khỏe. Khỏi mang ơn mấy người ông Mực. Dạ. Nói đi. Con cảm ơn mấy cô mấy chú. Ông Mực, mấy cô mấy chú như ông Bụt vậy. Mà sao mấy cô mấy chú không lại thăm con? Nè, lại thăm mày nè, lại thăm con nè. Hôm nay có việc quay nữa nè. Cô mấy chú là thăm con nè. Tôi tưởng là phải bán nguyên đêm rồi. Cô tưởng sáng là 4 giờ, 4 giờ 3, 4 giờ khuya là cô tưởng phải rơi xe đi không? Đến đây thăm con á. Bán bò bí á. Chị bán đến 2 giờ đúng không? 2 giờ. 2 giờ, 4 giờ là chị tưởng em xe là lên đi đến giờ luôn á. Cảm ơn thấy cô đi con. Cô tưởng không? Cảm ơn cô, ôm cô mình thân quá.
cứ tối ngày đòi điện cho cô Tưởng hoài. Con không dám điện, con sợ cô đang bán. Con điện làm phiền cô, con không dám không điện. Không có đâu, con cứ điện đi, cô bắt máy thì nói chuyện hai ba câu cũng được. Thấy không? Dạ. Con mốt là học giỏi lên thành phố học đại học rồi ghét cô Tưởng nghe không? Thôi, con không có tiền lên tới đại học đâu. Nó có nói vậy. Dạ. Dắt cô đâu. Dạ, đi cô nói thì theo, dìu dắt theo như cô vậy đó. Dạ. Ừ. Để học giỏi nha, con hồi nãy con hứa là con không phụ lòng người mấy cô mấy chú mà. Tại dạ đi. Dạ. Ước mơ con sau này con học con làm gì? Hay rồi, tao xuống công việc. Dạ, con làm bác sĩ. Ừ, hay giỏi. Đây. Con sợ hả? Dạ không. Vì sao làm bác sĩ? Nó chú hồn vậy? Dạ, tại vì nhà con hay bệnh lắm, con làm bác sĩ để chữa bệnh. Chứ đứng lên nhà ba mẹ trước. Dạ. Rồi thôi, chắc có lẽ mình sẽ ra dùng dùng ha. Thì bây giờ thì chị Tưởng đã ngủ rồi, chắc chắc bé không à. Không, có áo. Rồi còn áo mà đâu có đó. Vui ghê á. Có cái là áo để riêng, quần để riêng. Dễ dễ lựa. Để quần này của con nè. Quần nó đây không có bò nha. Nha, không có bò nha. Đi bữa hộp dép, bữa giờ dép bò. Mới không á. Nè, cái bộ mấy bộ nhỏ này cho mấy thằng nhóc á. Ôi, áo đó mặc mát á ha chị ha. Thiền đó. Nè, đâu mày nè. Nè, nè, đây coi. Có ngoại ba chú. Hai cái quần, hai cái áo đủ rồi. Con vừa nè. Cái này nó thằng này trúng bánh nhiều lắm nè, có đứa nào bằng nó đâu không? Không, có mình nó hả? Mình nó nhỏ nhất Quân vậy nè, trúng bánh nhiều lắm nha. Con tỷ nhỏ nữa. Để đây là cái bữa đưa cho cậu cháu đó. Ờ mặc vô thử chị, mặc vô thử đi. Con tỷ nhựa. Cái này là áo này. Cô ca mặc cho nó. Đây, lòng áo à. Này con tỷ. Ồ vừa ghê ta. Quá đẹp luôn. Biết áo gì không? Hình con gì nè. Này con tỷ được nữa nè. Chụp mấy kia. Cái này là con bò nha. Cái dao rước rồi đó. Ê cái màu này đẹp phải không? Mặc quần bò không? Đây đâu cái áo mà cái quần. Đây là mặc trước trong đây nè. Trời ơi, trời, có quần có áo nhỏ chân luôn. Đây. Cái này mấy bao luôn á. Ừ, con này con. Mấy bọc luôn hả chị Nguyệt? Ừ. Mền nữa nè. Những cái bền mền nhỏ nhỏ. Cái khăn. Vừa con mặt. Đó, đẹp không? Quá đẹp. Ê, đã không? Đã không? Đã không? Đâu bảo đẹp không bảo quay lại. Bảo kéo quần lên bảo cho. Mặc quần vô bảo. Ờ xuống tập quần bảo. Dạ. Cái này đen nè. Thượng mặc được còn hơn đen. Hơn á. Nè. Quần tây và chân nhác nè. Ừ cái này bạn con bạn được nè. Ba ơi. Con ơi, để cái này con mặc. Ba. Ba ơi, ba. Con nhẹ cái này. Cái nào học lớp 1 thì đi học. Mà cái túi. Cái này chú đi, cái này chú đi. Ồ bỏ đẹp nha. Quá đẹp chú ơi. Dạ. Này đi học được không bà? Dạ được. Được hả? Con đậu nhặt xuống nhà con đậu. Con đậu con của em đây. Con cái hay là không có chê. Mà cái nào cũng thấy đẹp hết á. À, đẹp đẹp luôn á. Được mấy bộ rồi bảo? Được mấy bộ rồi? Cái này con có quần của con gái em mà nó bỏ lộn. Có lớn hơn cái bộ có này chứ đây được ba cái quần. Dạ, mấy cái đi học. Học phim á, có đi học phim không? Bây giờ có tiền đâu đi học thêm. Học thêm giờ có tiền mới học được chứ. Dạ. Coi quay phải lại rồi. Ngày cũng tối vậy đây. Tối thôi để đây. Ôi này tăng gia vui ghê chị. Vui ghê. Vui không? Dạ. Mấy đứa bên đây là gạo hả chị? Nè ba lô nè, mấy đứa nhỏ đi học nè. Ba lô nè. Ôi đẹp dữ ta. Ôi trời ơi trúng bánh rồi. Dày luôn. Nhỏ luôn.
Nè con, thằng nào nhỏ cũng được, thằng nào lớn cũng được nha. Con mong mấy tết cho không? Không có dừa mà mang gì anh đây. Còn chiếc nữa thôi. Cái con bé này. Cái con chú nè. Đâu có dừa đâu. Nhặt hơn chút nữa mới được. Mấy cái này mấy cái mỡ. Con em lấy gạo qua luôn đi Phong ơi. Gạo nè Phong. Cô dạo qua đi. Nó bật bao nhiêu ký kìa? 10 ký hả? 10 ký. Chết luôn. Lũng để lại sao không? Để mình vận chuyển đi. Nó bị tét nè. Năm. Quả ngon lắm. Cái này nó tét, để lát sau cùng đựng cái bao đó cưng. Cưng lóc đó, cưng lên đi. Sáu. Bảy. Tám hộ. Dạ. Cho sáu hộ thì mỗi hộ bật. Mỗi hộ bật còn cái bịch này chủ nhà là nhà ông Phượng. Bỏ nó vô thôi, đúng rồi. Cái gạo ngon dễ sợ. Cái này lủng, nói với ba bịch này lủng. Cái này là cái này bịch lủng để cho chủ nhà đi. Còn mấy cái bịch này giao cho mấy hộ xung quanh. Ừ. Này gạo dẻo nè. Gạo này của chị muối bán phụ tùng ở chợ Tân Thành. Chị Chính, chia ra mỗi hộ một bịch gạo giùm tụi em đó. Còn cái bịch này của chị nè, bịch này nó rách nè, lấy nhầm sai rồi, 8 bịch, 8 bịch, là ở kia 5 hộ, tính luôn mình mới là 6, tính là hộ này là 6, là hộ này được 30 ký. 6 hộ. 6 hộ còn cho anh Chào một bịch đi. Rồi. Anh Chào thợ đi. Anh Chào là anh nào? Chào ngon lắm. Thu á, thu thợ. Thợ, thợ chất nhà. Chào cho em bao gạo nè. Tặng gạo gạo nè. Đó, mà vừa nè, tao nha. 10 ký. Gạo ngon. Ngon, gạo ngon vậy. Nhà chị ăn gạo này luôn á. Chị Dương thì ba cũng chào hết trơn. Bác. Cho bác cuối đi. Rồi, bác luôn. Rồi, đúng rồi. Rồi, vậy là bây giờ con lấy 6 hộ là 6 bịch là vừa. Rồi, 6 hộ đủ rồi đó. Rồi, ok. Rồi, chắc có lẽ mà. Nhưng mà trong đây cái bao gạo này lủng nha, mọi người lấy ra cẩn thận coi giùm nha. Và chắc có lẽ là anh em sẽ kết thúc đoạn clip ở đây. Xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là mình Hồ Quân đã hỗ trợ để cho gia đình của đối phượng của ngôi nhà mới cũng như là cảm ơn mình người luôn của chị Thùy. À, cảm ơn chị Nguyệt luôn. Bye bye. Dạ. Cảm ơn tất cả mọi người và chúc tất cả mấy cô chú anh chị rất nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống bên gia đình thân yêu của mình. Vui không? Quá vui hả chị? Quá là vui. Hôm nay hơn Tết mà, vui hơn Tết. Dạ. À, dạ cô bác quý anh chị thì sau khi được căn nhà của bé Phượng thì được sự hỗ trợ của cô Xuân cũng như là cô Lan và cô Phong Trương thì để cấp một số vốn cho gia đình của các hoàn cảnh khó khăn ở đây để mà làm một cái chi phí nào đó. Thì hôm nay thì có chị Tưởng với lại chị Nguyệt cũng đây cùng ăn căn gia nè. Ăn căn gia nhà mới. Đây ăn bắp bít khỏi đũa đi. Mới làm về hả chị Trân? Em đi cúng mộ ba. Dạ. Dạ. Xuống dùng luôn chị. Dạ dạ. Giờ chấm vô đó. Anh Hậu đi lên Campuchia vui không anh Hậu? Dạ vui, vui mà đen. Cái lợi này là mai hồi đó giờ con ăn món này chứ Phượng. Biết món gì không? Ông nội thấy nó bị nó nào ngon bằng mười một giờ ông nghĩ rồi nghĩ tới một giờ hai giờ bốn giờ cũng một cái lông thôi vậy quay biết con vịt không làm vịt dài con ăn đây lần đầu tiên hả? Dạ. Người cá hả? Thấy nó giống như quay cái nào ngon hơn? Cá ba vịt quay ngon hơn hả? Ok ăn nha. Kìa kìa chị đánh cả ôi hết cầm nó xét chị cũng chịu qua làm thương chứ.
À, chắc mày. Chị hôm nay bị chị mất chị á. Chị hả? Nấu không được. Ngon không bác? Dạ ngon. Sớm giờ ăn được mấy cục rồi? Ba cục. Ba cục à, no chưa? Dạ ngon. Dạ có ăn rồi. Đó giờ có ăn ăn thịt vịt mà nấu kiểu này không? Dạ chưa. Bỏ đi luôn. Thôi ăn hết cái kia đi. Tưởng, tư tưởng ấy.